Thì lúc mà 2000 mấy năm trước á, khi mà người ta đóng phụ ba cái đinh rồi á, thì cái màn nó xong, nó như đóng phim thôi. Thì lúc đó sư phụ đã tiên tri 2000 năm sau Do Thái sẽ lấy lại quốc gia của họ. Thì đúng, Do Thái lấy quốc gia của họ, rồi sư phụ cho bên Công giáo biết sư phụ sẽ tái sanh là người Á Châu, tức là ở Easter là phương Đông. Nhưng mà bây giờ á, là ở Tòa Thánh Vatican với người Âu Châu á, đã biết sư phụ là Chúa Giêsu reborn, reincarnation, cũng là một cái linh hồn nhưng mà mang cái xác khác. Chỉ có một cái là hồi xưa đó, vì thời gian quá ngắn có 3 năm, sư phụ không có giải thích được và không có nói nhiều được, chỉ kêu người ta thời đó ăn thiền ở lành thôi, chứ không có pháp môn, cũng chẳng có kinh điển, cũng không có ngồi thiền như vậy. Thì bây giờ qua mấy nghìn năm, cái trình độ con người nó khôn hơn thời xưa. Hồi xưa còn cưỡi ngựa bắn cung và ăn thịt sống, thời nay văn minh hơn nhiều. Thì đạo Công giáo cũng cần phải lên lớp để biết cái thứ linh hồn á, có thể đi một kiếp người 100 năm cũng là cái linh hồn là bất tử, phải không, đi qua một cái thân xác khác. Rồi từ cứ mỗi lần mình tái sanh, mình học hỏi tái sanh, học hỏi tái sanh để mà làm một cuộc đời mới, để mà học những cái mới. Có thể kiếp này mình đầu thai làm người Việt, nhưng mà có thể kiếp sau mình đầu thai làm người Mỹ hay là người Mỹ đen. Cho nên bây giờ mình đừng có khinh dễ người Mỹ đen hay khinh dễ người cùi, người nghèo hay là người bất hạnh, thì mình cũng có thể sẽ trở thành giống như họ ở một cái kiếp sau. Ví dụ nói chỗ này là ở bên mấy ngày hôm qua thủ nói chuyện với ông Thánh Peter. Tôi là người nhưng mà thủ có thể nói chuyện được mất tất cả các vị, trong đó 12 tông đồ đệ tử của sư phụ tiền kiếp. Rồi sư phụ mới nói chuyện với ông Bửu Diệp ngày hôm qua nữa, thì ông nói là thế giới sau này sẽ đón nhận ngài và biết ngài đã tái sanh. Hôm nay ngài lập đạo mới để cho người Công giáo, cái đạo này nè, cái dấu thiên tăng là cũng là thờ thượng đế thôi, không có thờ Phật. Phật chỉ là con của thượng đế, Phật chỉ là một cái công thức để học, để thăng tiến cái linh hồn, cho cái linh hồn nó khôn hơn. Mục đích chúng ta mang thân người chỉ là cho khôn hơn, chứ không phải mục đích chúng ta mang thân người để mà làm giàu hay là ỷ quyền cậy thế. Thì hôm nay Chúa đã trở lại. Chúa hôm nay tên là Ngô Tuấn Kiệt, sanh ở nước Việt, vì nước Việt sau này sẽ là thánh địa của thế giới, nó cũng giống như Jerusalem vậy đó. Thì 5 năm nay thù nói như vậy, hôm nay thù cũng nói như vậy. Những nhà gọi là thánh linh của Tòa Thánh Vatican hay những nhà thế giới, họ đều biết, nhưng mà họ chưa có ready, chưa có sẵn sàng để đến đây để thừa nhận sư phụ là Chúa Giêsu tái lâm. Tại vì sư phụ có 7 dòng hào quang, sư phụ trị bệnh được người chết, sư phụ có thể sống lại. Trong những năm qua ở đây sư phụ trị bệnh biết bao nhiêu người ở đây, và sư phụ là con của thượng đế, Chúa Giêsu cũng là con của thượng đế, Phật Thích Ca không phải con của thượng đế, tất cả các vị Phật đều là không phải là giống như con, mà con nó có những loại, tất cả ai cũng là con của thượng đế hết. Nhưng mà thượng đế chỉ có 12 người con trai duy nhất, còn những đứa con khác á, là cũng là ngài tạo ra, nhưng mà nó ở giống như substitute. Thì sư phụ là một trong 12 người con trai của thượng đế, và thượng đế đã sai sư phụ xuống đây 2000 năm về trước lập cái đạo Công giáo, 1000 mấy năm sau lập cái đạo Hồi giáo, đến hôm nay năm nay thời đại thế kỷ 20 sư phụ tái sanh lập ra đạo, cũng là lập đạo. Có nghĩa là mình có thể đổi thân người, đổi cách nói chuyện, đổi sắc diện, nhưng mà mình không có thể đổi cái tánh được. Cho nên cái bản tánh của mình á, là nguyên thủy, hiền là hiền, giúp đời là giúp đời. Cho nên đi từ đời này sang đời khác cũng vẫn là giống nhau. Cho nên những gì Chúa Giêsu làm ngày xưa, nếu mà người nào nghiên cứu kỹ, tánh của họ cũng giống nhau, chỉ là từ bi bác ái thôi, rồi giúp người thôi, khuyên người ta ăn thiền ở lành. Chẳng qua là vì bất cứ đạo nào ai cũng muốn giữ đạo, và không có muốn hàng đệ tử con chiên mình sau này loãng đạo,
thì mới có ăn những cái luật lệ, gọi là những cái luật lệ gọi là cũng là tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng là xấu. Nghĩa là một đời một đạo, giống như bên Hòa Hảo cũng vậy. À, người ta thời một đời một đạo, nhưng mà cái đó cũng có phần không đúng. Tại vì đạo nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo năm tháng. Vũ trụ thay đổi mỗi ngày thì đạo cũng phải thay đổi. Huống hồ bên Công giáo, họ chỉ học bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Và đồng thời họ biết được có thần hồn, họ biết được có tái sanh, họ biết được có ma quỷ. Và họ đang tìm Chúa của họ. Tại vì Chúa của họ đến ngày tận thế sẽ cứu họ về trời. Nhưng mà hôm nay là rõ ràng tận thế, thiên tai khắp năm châu, địa chấn, lũ lụt, núi lửa ở đây là cháy hết. Rồi bệnh tật, nhất là bệnh tật. Rồi quốc gia nào cũng hung hăng là đi lấn chiếm quốc gia nọ. Rồi bom nguyên tử cận kề để mà làm tung cái quả địa cầu này. Rồi thiên ma Satan, tờ thiên ma là quỷ đỏ, tức là Trung Cộng, nó cũng muốn nhường cái quả địa cầu này theo cái ý nó. Đó gọi là tận thế. Thì Chúa nói đến ngày tận thế ta sẽ trở lại cứu hết các ngươi về trời. Thật sự lâu nay thù cũng đưa một đống người về trời chết từ Covid, chết đủ hết. Bao nhiêu nghìn năm nay lỏng lòng vòng ở những cái gốc cây hay bụi xó, vong linh đó, nó tụ tập vô đó. Thì thù cũng đưa họ về trời hết à. Bữa giờ đưa biết nhiều mấy hàng triệu, hàng tỷ người rồi. Và tiếp tục đưa họ về nữa. Tức là cứu trong cái vong hồn vô vi. Đâu phải người Công giáo chết trong cái nghĩa địa một cái là được về trời liền đâu. Không có đủ phước đâu được về. Và trong vòng lúc mà chết mà không mang thân người thì con ma nó cũng thể đi giúp người. Và nó cũng thể hại người. Nếu mà hại người thì bị điểm trừ. Còn giúp người thì được hôm nay siêu á, siêu về trời á, thì là được cứu. Và đồng thời Chúa cũng đâu có nói là khi Chúa trở lại, Chúa sẽ hiện thân ở giữa lưng lửng trên bầu trời để mà cho mọi người thấy đó là Chúa. Và đồng thời Chúa cũng có nói khi ta trở lại, tất cả các ngươi sẽ không ai nhận ra ta. Hồi xưa Chúa Hồ có nói như vậy. Và đồng thời á, rồi sư phụ cũng có nói phước cho ai á ở vào hậu thế, tức là thời này hiện giờ của mình á, không thấy mà tin. Có nghĩa là khi sư phụ đã không còn cái bản ngã, không còn cái tự cao tự ái hay là tự tôn, và phải nói ra sự thật vì cha kêu phải nói, thượng đế kêu phải nói, con phải nói thì họ mới hiểu, còn họ không hiểu là lỗi của họ. Thì từ đó Hồ mới dám nói Hồ là Chúa Jesus Reborn. Ở trên mạng mấy hàng đệ tử nó gần cận kề nó biết. Hồ nói chuyện với Thánh Peter, nói chuyện với những người Công giáo mỗi ngày, nói chuyện với Thượng Đế mỗi ngày. Không ai lập đạo mà không có sự câu thông với bề trên. Không có khả năng, không có thể làm được. Thiên ma nó sẽ chảm. Mà đến hôm nay mình nói thì những người cố chấp thì họ lại cho Hồ là ngã mạng. Chuyện này không có ngã mạn. Nếu ngã mạn làm tỷ phú, đi chơi sướng, đi lập đạo, làm tôn giáo, làm tâm linh, ai cũng nói mình khùng, mình điên hết. Rồi nói những chuyện không có giống như là trong cái phòng lab của scientist thì họ cho mình là ảo. Nhưng mà thật sự không có ảo. Nếu ảo 5 năm nay nói cái gì trúng cái đó. Không có ai có khả năng nói được cái gì trúng cái đó. Ngày xưa ông Trạng Trình chỉ nói mấy điều thôi, trúng hết, mà người ta vẫn tôn vinh ổng. Rồi hôm nay Ngô Tấn Kiệt lên mạng nói chuyện từ năm 2017-18, đó là lệnh của Thượng Đế kêu ra phải nói, để mà cứu ai được giờ chót thì cứu. Nói đâu trúng đó. Hôm nay mình nói nghe sẽ thua, mình nói Trung Cộng sẽ thua, mình nói ông Trump trở lại, mình nói Việt Nam sẽ thay đổi, mình nói đủ kiểu nào mà những gì nói ra đều mục đích là thương người, cho mỗi người có cái phòng, có một cái khoảng thời gian để mà dự bị, chuẩn bị cho gia đình mình được trọn vẹn, không có bị thiếu thốn chết chóc khi có nạn tai xảy ra. Thì cũng là cái tâm từ bi lộ cơ trời, lộ cơ được lệnh lộ cơ, chứ không phải ai cũng muốn lộ cơ. Lộ người thường á, lộ cơ là không có đúng.
Ông Sư Phụ là Chúa Giê-xu, Sư Phụ được lệnh của cha cho lộ cơ để cứu nhân loại. Người Công giáo hiện bây giờ có một số lớn họ tin đó, nhưng mà về cái ngã, không phải cái ngã là giống như gì, ở trong nước Việt thì lại sợ chính quyền, rồi sợ bà con anh em dòng họ, đủ kiểu sợ hết. Họ tin trong lòng rất là nhiều. Dù không có lý do lên đây mà mấy cái máy quay phim này mà nói tầm bậy tầm bạ đâu. Nói là 5 năm nay bao nhiêu uy tín của đạo Thiên Tâm, bao nhiêu tài sản đổ lên núi 30-40 triệu tiêu tan theo mây khói sao? Đâu có cần phải nhận mình là Chúa Giê-xu. Nhưng mà mấy vị kêu hôm nay con phải nói là gì để cứu người Công giáo. Họ không có cần phải lặn hụp đi tìm ở đâu hết á. Chúa đang ngồi đây nè, đầu thai làm người Việt Nam rồi, và đã lập ra cái đạo rồi. Cái đạo này có từ năm 79 mà chính thức ra đời là năm 2017 thì cũng đã lâu năm rồi. Chúa không bao giờ bỏ con của Chúa. Chúa không bao giờ nói những cái lời sai để mặc dù cho cái dấu ngã dấu hỏi để mà phật ý của con của Chúa, để mà mất hết những cái lòng tin mà công lao Chúa đã tạo ra. Chúa sẽ không bao giờ làm chuyện đó vô bổ. Chúa chỉ nói lời thật, lời thiệt. Nhưng mà người nghe đó, cái phước lớn bao nhiêu để hiểu, cái trình độ cao bao nhiêu để biết, và cái trí tuệ có chịu lắng nghe và mở rộng hay không thôi. Chỉ sợ khi những cái trình độ thấp và cái bản ngã cao thì nó sẽ trở ngại. Chứ còn riêng phần Chúa lúc nào cũng mở rộng vòng tay. Chúa đã tái lập. Trời ơi, mình là Chúa Giê-xu mà đại tử mấy nghìn năm nay chế ra biết nhiều bài mà không có thuộc bài nào. Chúa ngày xưa Chúa sanh ra máng cỏ, hôm nay Chúa sanh ở dĩa hè cũng giống nhau. Hồi xưa Chúa là con thợ mộc, hôm nay Chúa cũng là con thợ mộc. Cũng giống nhau. Có người chúng ta đó xuống trần đó, đầu thai mang thân người đó, chỉ mục đích duy nhất đó là làm cho cái linh hồn chúng ta được thăng hoa thăng cao, tâm an bình và trí tuệ sáng suốt rồi đi về. Nghèo hay là giàu nó không có quan trọng nữa. Cái người giàu mà chết thì nó chỉ hơn người nghèo là cái đám ma linh đình. Rồi nhìn lại tài sản để lợi quá nhiều, con cái dòng họ họ cấu xé lẫn nhau để mà chia. Cái thần hồn vẫn đứng nhìn thấy những sự việc nhưng mà không có can thiệp được. Như là chết là bất lực thì nó đâu có ích lợi gì khi mà để lại nóng tài sản. Mình để lại những cái gì hay, những cái gì đẹp, và những lời hay ý đẹp, và những cái phương cách để cho người sau lần mò đi theo cái gì mình đã develop, đã tìm hiểu được. Thì thêm cái chuyện này đã tìm hiểu được cái chân lý ở đời và đã để lại cuốn kinh Thiên Tâm, để lại cái đạo. Cái đạo nó như cái xa lộ, cái đại lộ. Còn con người chúng ta mà không có muốn đi đường ngay lối thẳng mà đi loạn choạng, đi trong đám rừng, đám bụi, thì chúng ta sẽ đạp gai, chúng ta sẽ đạp những bùn dơ đất,
Rồi thậm chí chúng ta có thể bị những con vật, con rắn, con rít, con này con kia nó cắn. Thì người ngoài đời cũng vậy. Người không có đạo là người đi loạn choạng trong rừng rậm, có thể bị chết bất kỳ lúc nào và bị phỉnh gạt hay là bị gia đình tan nát một cách vô lý mà mình không biết tại sao. Là vì mình không có tìm hiểu cái triết lý xuất thế gian nó hay như thế nào. Mình cứ chạy theo thế gian, chạy theo năng khiếu tài nghề, chạy theo cái bằng cấp, chạy theo cái học vấn. Thì nó chỉ là một cái giới hạn ở trong cái đời người, chỉ là nó đem cho chúng ta có một chút xíu income, tức là thu nhập cao. Chứ ngoài ra nó đâu đem lại bình an đâu. Còn học suốt thế gian nó đem lại sự bình an cho gia đình, cho hạnh phúc vợ con. Cho cái thí dụ để mà thực tế dễ hiểu. Giống như hai vợ chồng ở một cái đồng quê ruộng, có một cái miếng ruộng chừng một công đất thôi, không có nhiều. Họ mỗi người có một bộ đồ thôi. Thậm chí ngày xưa có một cái gia đình kia không có đồ nữa. Mỗi lần chồng ra đường á thì vợ chồng mượn cái quần của vợ mặc, vợ ra đường thì mượn cái quần của chồng mặc. Nhưng mà họ sống rất là hạnh phúc, họ không có những cái nghi ngờ lẫn nhau, không có những cái tư tưởng để mà bỏ nhau. Đến thậm chí là những bữa cơm họ cũng chẳng có đủ cơm để ăn, họ phải chia nhau ăn. Nhiều khi người chồng giả bộ nói anh no rồi thì chỉ ra giường ăn ổi, ăn gì thêm thôi, nhường cho vợ ăn. Thậm chí người vợ thấy người chồng mình cần cái sức khỏe, vợ cũng giả bộ nói em no rồi, rồi vợ cũng lặng lẽ đi ra ngoài hái này hái kia ăn. Thì có những câu chuyện đó là thiệt chứ không phải là trong huyền thoại. Thời nay chúng ta nó khác hơn, chúng ta quá sức bận rộn với kỹ thuật cao cấp, hai thách lo này lo kia. Lúc chúng ta mới đi vô công ty làm việc, nó nhận 10 đồng một giờ là mừng. Rồi chúng ta cứ mơ ước 3 năm sau, ước chi tôi được lên 20 đồng. Nhưng mà thật sự đâu cần tới 3 năm, 3 tháng sau cái hãng nó lên stock dù dù, nó cho một đống. Rồi chúng ta vẫn chưa có đồng ý. Giờ lên tới 30 cũng không đồng ý, 40 không đồng ý, 50. Rồi cứ lên lên lên, rồi chúng ta lại sanh lòng tham. Chúng ta cần phải thêm bonus, rồi làm thêm một job nữa. Rồi cứ thế mà nó quay cuồng trong cuộc sống mấy chục năm. Đến một ngày cái thân của chúng ta chịu không nổi thì ngã quỵ xuống. Khi ngã quỵ xuống thì lúc đó nó đã muộn rồi. Người đã mang bệnh tật, có người bị stroke nha, có người bị tiểu đường nha, là và có người phải bị những cái chứng bệnh virus hay là cancer gì nữa. Thấy nó uổng phí một cuộc đời. Nó không có cần phải đến già để học cái triết lý xuất thế gian. Còn trẻ chừng nào, còn sức khỏe chừng nào thì chúng ta có cơ hội học xuất thế gian chừng đó. Tại xuất thế gian nó không có trường dạy, nó chỉ có những nơi giống như vậy, thanh bình. Và nó có những cái người đã từng kinh nghiệm đi trước chỉ lại, sư phụ kinh nghiệm đi trước chỉ lại. Sư phụ không phải là thầy, sư phụ chỉ là người messenger. Ngày đầu là người truyền tin cho Thượng Đế, thời Đệ Tam Thế Chiến. Đệ Nhị Thế Chiến là ba đứa ở Spain. Còn Đệ Tam thì đây là thiệt. Còn sư phụ là con của Thượng Đế là thiệt. Sư phụ Chúa Giêsu tái lâm là thiệt. Còn Phật Di Lạc là một cái danh từ, là Di là an cư lạc nghiệp. Sư phụ là Di Lạc số 2, Đức Quỳnh Phổ Sổ là Di Lạc số 1. Khi chúng ta gặp được những người xuất chúng, gọi là Bồ Tát sống ở phàm, thì chúng ta đó là cái phước gán mà nương theo để mà được thăng tiến cái trí tuệ. Ai theo sư phụ đều là có trí tuệ hơn nhiều người. Nếu mà gẫm gẫm, các đệ tử cứ ngồi coi lại, trước khi gặp Thiên Long Sơn, trước khi lên Thiên Long Sơn, trước khi gặp Thiên Long Kiệt, mình cư xử với mọi người như thế nào, mình sống như thế nào. Hôm nay qua bao nhiêu năm gần sư phụ, gần Thiên Long Sơn, nghe phụ nói chuyện, mình thay đổi như thế nào. Tất cả những gia đình đều hạnh phúc.
không có đổ vỡ. Tại vì biết nhường nhịn lẫn nhau thì đâu có đổ vỡ. Tại cái ngã không còn nữa. Cái núi này lên đây chỉ có một cái là hiền thôi. Không ai lên đây mà giữ được hết. Thì theo Thiên Nói Việt này là chỉ có học hiền, học khôn. Trên này không có sân si hơn thua. Trên này không có tiền bạc. Ai lên núi Thiên Long Sơn mà nói tiền tiền bạc bạc thì là sai. Lên đây chỉ là cái tâm thôi. Núi này là núi của Thượng Đế. Thượng Đế đã cho con của Ngài một số tiền, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để mà dìu dắt nhân loại đi về trời. Thì việc này chỉ làm theo lệnh của cha. Con cứ mua núi, mua đất, để sau này tất cả những đứa con ngoan của Thượng Đế tụ tập về Thiên Long Sơn để mà lên Thiền Bát Nhã để mà về trời. Thì đây, Thiền Bát Nhã cũng là đây. Thiền Bát Nhã trong kinh Đồ Nói thì người thường cứ nghĩ là chiếc thiền thiệt. Nó không phải như vậy. Nó là cái núi này là chiếc thiền nè. Lên đây mà gặp được người hiền xung quanh ngồi, gặp được sư phụ, mỗi thứ bảy ngồi đây nói chuyện vu vơ. Bây giờ chỉ nói chuyện đạo thôi, không có nói chuyện chính trị nữa. Đây, chính trị Việt Nam bây giờ rất là nhạy cảm. Nói thích ông này, không thích ông kia cũng giận. Nói thích ghét ông nọ, không ghét ông kia cũng giận. Cho nên cuối cùng không ghét, không thương ông nào hết. Không thèm nói chuyện luôn. Tô Lâm, Bác Dũng, Bác Phúc, rồi kệ mấy ông làm gì mấy ông. Không điếm xỉa vô nữa. Đó là cha mới ra lệnh, không có cho nói chuyện với mấy ông đó nữa. Ai khôn thì sống, ai dại thì bị gì cứ gắn bị. Giờ khi nào mấy ông kiếm sư phụ cầu cứu thì qua mai. Chứ không có nói trước để ông né nữa. Đó là cái nghiệp của mấy ông. Chúng ta xuống đây là học là để làm trời, có đâu mãi mãi làm người thế gian. Thì vì khi chúng ta mang thân người á, thì chúng ta cần phải đi học chữ để mà có nghề có nghiệp, có nghề, có ngỗng để làm có tiền nuôi vợ nuôi con, rồi mua nhà đồ phải không, mua xe mới đồ thì là thân người. Nhưng mà con người chúng ta có cái linh hồn, trừ khi chúng ta là không có linh hồn, hoặc là ai tin mình không có linh hồn thì không cần phải học xuất thế gian. Tại cái linh hồn nó bay về trời, nó là xuất thế gian. Mà có những người khi mà chấp vào thế gian nhiều quá thì sẽ quên đi cái phần xuất thế gian. Mà khi nghe những người khác nói chuyện về xuất thế gian, triết lý của xuất thế gian á, thì họ không có chấp nhận để nghe, là vì cái này chưa bao giờ được nghe. Chưa bao giờ được nghe không có nghĩa là không bao giờ có. Có ai bắt được con ma chứng minh trong cái bàn lab là có con ma đâu. Cả ông Einstein còn chưa bắt được con ma trong đó mà. Hàng mấy nghìn năm nay. Người ta chỉ thấy trong cái video hay trong hình thôi. Thì chúng ta mang thân người thì phải học xuất thế gian. Học xuống đây là học, học làm thần, làm thánh. Ví dụ như mình... mình vẫn ăn mặn nha, không biết tu gì hết, không đạo ông giáo cũng chẳng đạo Phật, mình không có biết đọc kinh đọc gì hết, nhưng mà mình có lòng trung nghĩa. Hễ mình nghe giặc Tàu đến đánh, giặc Miên đến đánh mình thì mình cũng xung phong đi nhập ngũ để mà giữ bờ cõi, thì mình chết mình được thành thần, đi lòng trung nghĩa làm thành thần. Còn khi mình làm thánh thì mình phải đi ra rao giảng hay là mình đi ăn chay làm lành, rồi mình dạy người ta làm từ thiện cúng dường thì mình làm thành thánh. Còn khi làm Bồ Tát thì nó lớn hơn chút, là phải hy sinh tài sản, hy sinh mọi thứ sĩ giả của đời, khinh khi của đời, và đồng thời tài tiền tài phải hy sinh là chuyện bắt buộc, và đồng thời phải dấn thân vào đời để mà chia sẻ nỗi khổ của đời. Thì khi mình chết mình thành Bồ Tát. Cho nên có những cái tầng cấp mà để khi chúng ta đạt được
để cho cái linh hồn của chúng ta đạt được là chúng ta phải làm từ bây giờ. Thì coi cái mình hợp với cái nào, khả năng mình làm Bồ Tát thì mình bỏ hết tài sản đi để mình làm Bồ Tát. Còn mình làm thánh thì mình phải học triết lý ra, mình giảng dạy cho ta mình làm thánh. Còn mình làm thần thì mình đi ra giữ bờ cõi, giữ biên cương thì mình làm thần giống như mấy ông lính. Sinh với tướng, tử với thần. Rồi muốn làm Phật, cái đó cũng hơi căng đó, là mấy triệu tỷ năm. Thì chúng ta phải bỏ hết. Chúng ta phải vô rừng ngồi. Chứ và đồng thời chúng ta chết cũng phải rủ xác trong rừng. Rồi nếu chúng ta muốn làm đại đại Phật thì chúng ta phải phải cắt máu cho cọp ăn giống như Phật Thích Ca thời xưa. Thấy có một con cọp, nó có một đàn cọp con. Rồi cái con cọp mẹ nó không có đòi ăn, nó ốm. Cọp con không có cho sữa cho cọp con nó bú, không có đủ sữa. Thì lúc đó Phật đó mới lấy tay này cắt cái máu để vô miệng cho con cọp mẹ. Cọp mẹ nó uống xong cái cọp mẹ nó có sức thì nó phải làm gì? Thì nó thấy có người ngất xỉu nằm đó thì nó nhai luôn. Thì Phật hy sinh nguyên cái thân mình cho con cọp ăn để mà con cọp có sức để mà nuôi một đàn cọp con. Thì nếu mình muốn thành Phật thì mình phải có cái tâm như vậy, gọi là bi chí dũng, tức là Phật đâu có sợ chết, là dũng cảm. Từ bi là thấy cọp con nó không có sữa, cọp mẹ không có đủ sữa cho cọp con bú, mấy cọp con sẽ chết khô sao. Đó là từ bi trí tuệ. Thì Phật biết là một cái thân người vô thường, khi bỏ cái thân đó thì Phật sẽ thà là đi có một cái thân khác. Thì nếu mình làm Phật thì mình phải có cái lòng vĩ đại đó. Còn mà thành Phật á, nó không có hẳn là mình phải có bằng PhD hay là đại học mà mình thành Phật. Ngày xưa là Bồ Đề Đạt Ba rất là thông minh, là giống như anh em với Phật, là dương gia mà, thì học ở trong hoàng cung. Nhưng mà khi Bồ Đề Đạt Ba còn ham quyền, ham chắc, cũng đi theo Phật tu, cũng biết tu. Phật á, thì cần có mái nhà che, cần có chỗ và cần đi vô thành phố để mà giảng dạy cho quần chúng. Thì nó số lượng đông, quần chúng cũng phải cần có mái che để ngồi, đúng không? Thì có chỗ ăn uống no ta mới ngồi nghe giảng, nghe Phật nói chuyện được. Và đồng thời Phật đi đâu cầm cái bình bát, ai cho dạng đó. Mà bên Ấn Độ thì ăn cà ri gà, cà ri cá hay là gì cũng cà ri. Rồi những cái đồ ăn mặn á, gọi là tam tinh nhục, ai cho gì Phật ăn đó. Phật không có chấp đồ ăn, không có Phật cho đồ chay thì ăn chay, cho đồ mặn thì không mặn. Thì ngày xưa Phật hành đạo là như vậy. Nhưng đến khi Bồ Đề Đạt Ba cứ nghĩ Thế Tôn là Thái tử sẽ làm vua, mà còn bỏ ngay vua mà đi tu á, mà còn ăn mặn, mà còn không có chịu ăn chay để cho, tức là lý do thì cái kiểu gì cũng lý do. Rồi còn giảng đạo thì không chịu ra gốc cây ngủ mà cứ đi tìm cư xá, tức là giường Kỳ Đà đó, ông Kỳ Đà ông tặng cái giường á, rồi xây cái nơi để mà thuyết pháp. Cái lúc đó Phật có khoảng 1.000 đệ tử, cái 500 người nghe ông Bồ Đề Đạt Ba nói rất là có lý nha. Trời ơi, ông này cũng tu thiệt á, theo ổng tôi có tương lai, tại tôi cũng có tiền, tôi bỏ ngai vàng, bỏ chức vị, bỏ tài sản tôi theo, mà gặp cụ đàm tức là Phật Thích Ca, Tất Đạt Đa tức là cụ đàm, ổng cũng còn giảng pháp ở trong nhà nghe, ổng còn ở trong thành phố nghe. Còn Bồ Đề Đạt Ba thì đi ra rừng ngồi ngủ, mỗi người tìm gốc cây ngủ nghe. Ông này có bộ là tu cao hơn là Phật Thích Ca. Cái 500 tăng đoàn tách ra làm hai phân nữa, thì nhất tự nhất sư á, thì không muốn phản thầy mình, ở lại với Phật. Còn phân nữa đó thì nghe ông kia có cái thuyết rất là hay, chạy theo. Tức là phân nữa chạy theo bên ông Bồ Đề Đạt Ba ăn chay, vô rừng ngủ gốc cây. Nhưng mà cái tâm của Bồ Đề Đạt Ba là muốn chiếm cái chức giáo chủ.
chứ không phải là cái hình thức mà là hiền. Còn Phật Thích Ca thì ngài buồn, ngài chả có giải thích được. Ngài chỉ biết là khi chúng ta tu là tu cái ở bên trong cái tâm, và đi khất thực thì bá tánh mà đâu có phải nhà nào cũng có đồ chay, thì người ta cho cái lòng, cho người ta ăn cái gì người ta cho cái đó, thì Phật nhận cái đó, thì Phật ăn cái đó. Thì trong đó cũng có cá, cũng có gà, mà đồ gọi là tam tịnh nhục. Còn ở trong rừng thì bá tánh ở trong đó sao á, làm sao mà để mà nghe những cái lời Phật dạy. Thì ngài cũng cần có một cái chỗ cũng như Thiên Long Sơn vậy, đi về đây mới nghe được tiếng sư phụ nói, đúng không? Thì cuối cùng Phật cũng không cần giải thích. Phật bỏ Phật đi một thời gian. Sau này từ từ khi mà thấy Bồ Đề Đạt Ba cấu kết với vua A Dục, rồi vua A Dục lại kèm chế vua cha, bắt vua cha bỏ tù và để cho vua cha chết đói. Bà hoàng hậu mỗi lần vô thăm chồng á, tức là mẹ của ông vua Dục á, là phải tha lên trên người nè, tha trên da mặt ông, rồi cái vô để cho ông vua ông liếm để mà sống qua ngày. Nhưng mà cuối cùng á, vua cũng bị chết đói vì thằng con của mình nghe lời của Bồ Đề Đạt Ba để mà chiếm gia cái vương vị. Đó là câu chuyện. Rồi sau đó Phật đi hành hương nhẫn pháp trong những kẻ rừng, Bồ Đề Đạt Ba đi tìm đá ở trên để mà xô xuống để cho mà đè Phật, để cho Phật chết, cứ là tìm đủ mọi cách để mà hại Phật. Nhưng mà hại đâu có được. Thời xưa thì cũng như thời nay thôi. Cho nên mình tu là tu từ cái tâm, chứ không phải tu từ cái tướng. Hồi đó Đức Thầy cũng có dạy, ở thời mạt pháp, ai mà theo âm thanh và màu sắc thì người đó đi sai đường. Mục đích của mình nãy giờ nói thì nó ra cái đề tài này nó hơi xa. Chứ nói về chuyện Phật nói hoài cũng hết. Tại vì hộ hồi xưa năm 2007 đi tu á, là đã hiểu hết rất là nhiều kinh Phật, Tam Đại Tạng Kinh, rồi hiểu hết những câu chuyện của Phật. Có một câu chuyện, có một ông thợ hớt tóc, ông tên là Ubali. Ông nghèo lắm, ông ngồi từ sáng tới chiều á, cỡ làng nó cũng chả ai tới hớt tóc ổng. Hớt tóc giỏi lắm, đựng cái đầu của hàng xóm. Tại xóm nghèo tự nhà ta ủi còn hay hơn là đi kiếm ông thợ hớt tóc. Thì tốn tiền mà không ta nghèo mà. Thì ông hất ế lắm. Thì cái ông ở đó. Cái có một ngày kia một đoàn ngựa kể. Ông đoàn ngựa kể rầm tới. Toàn là vương gia. Mặc áo lông bào, mão hột sòn kim cương rồi không à. Rồi cái mới tới đó thắng ngựa lại. Mới nhờ ổng lấy đồ cạo tóc. Cái ổng cũng nghe lời, ổng cạo. Ổng cạo thì đúng ra được có một cắt giống như bây giờ là 25 xu rồi là dữ lắm mà, không đô la thôi phải không? Rồi cái mười mấy ông, tại những người đó là trong dương gia của triều đình đó, tại lúc mà Phật Thích Ca đi tu trong rừng đó, thì mấy ông này cũng chạy theo Phật phải không? Trời ơi, ông này ổng sắp làm vua mà ổng thích làm vua. Mà ông còn đi vô rừng, có nghĩa là có cái gì hay hơn đó phải không? Cho nên mấy ông này chạy theo. Rồi mười mấy ông sau khi cạo đầu hết, bắt đầu tính, có một ông mà tính cho tiền mà cho nhiều lắm. Cái ông kia mới nghĩ, hey, mình đi vô rừng, mình đi theo cù đàm đi tu. Mình đâu có cần mấy cái áo lông bào này, rồi mấy trong cái mão của họ với áo họ là toàn là hộp sòn kim cương. Với ngọc phỉ thí được không à, thứ dữ được không à. Cái tự nhiên ông nào cũng kể, một ông kể thảy xuống chạy cái một đống áo lông bào, có những ngọc ngà kim cương rồi trong đó vàng rồi mạ lên á, rồi mão rồi nữa. Cuối cùng chỉ mặc cái áo thô vải thôi. Cái ông Ubali á, ổng trời ơi, ổng nhìn mà ổng không tưởng tượng nổi luôn đó. Ổng giống như bị người bị say rượu, cũng giống như mấy bác bữa mà phạm thượng với thụ mà bị say rượu, giống như giờ đang bị say rượu vậy. Cái ông Uber, cái mấy ông này ông nói ta tặng cho tất cho nhà người hết, ta chỉ mặc áo thôi.
cái áo thô vải ở bên trong thôi, tại bên trong vẫn còn cái lớp thô vải không. Cái cưỡi ngựa đi, đi lúc mà ngựa mà còn chút gió bụi vậy đó, cái ông Wally ổng còn chưa có tỉnh hồn đó, ổng đâu có nghĩ là một đống hột sòn kim cương này sống cầu cả chục đời còn chưa hết, mà bữa nay mình hất thóc sao mình vô mánh dữ không. Cái ông ngồi ổng suy nghĩ, ủa mấy người này khôn hơn mình, giàu hơn mình, quý phái hơn mình, mà họ lại còn cởi áo, cởi hết những cái đó tặng cho mình. Mình là thằng hớt tóc, mình là cái thái gì. Cái ổng nhìn lại cái đống đó, ổng giục mình, ổng xách ngựa, ổng chạy theo mấy ông đó. Tức là ổng ngộ ra được, cuối cùng Overly thành Phật Overly. Con thấy cuộc đời nó lạ không? Đó là những câu chuyện của Phật mà Thu kể hoài cũng không hết. Lâu lâu hôm nay ngồi tâm tình hướng thượng, bình đẳng, hướng thượng. Bữa nào bình đẳng thì nói chuyện chính trị thế giới, còn bữa nào hướng thượng thì nói chuyện từ bi bác ái Phật đồ. Thì nó có một câu chuyện, ông gọi là ông Châu Lợi Bàn Đà, rất là ngu, rất là khờ. Phật có người đệ tử đó, nói chữ trước quên chữ sau, nói chữ sau quên chữ trước, ăn nói nước miếng nhỏ nhẹ, nhưng mà được có một cái là kêu làm gì làm đó, và rất là trung thành. Cuối cùng Châu Lợi Bàn Đà thành Phật. Bồ Đề Đạt Ba rất là thông minh, giỏi làm thơ, làm văn, giảng pháp rồi râm râm râm, mà lại bị đọa địa ngục. Khi mình tu hành, mình không có cần chữ nghĩa, mình chỉ cần thành tâm, và mình cần có cái lòng gọi là buông á, không có mong cầu và không có hơn thua, thì mình thành Phật. Còn giàu cho ở thời nay nước Việt, con thấy á, mấy thầy, từ thầy nào tới thầy nào, toàn là ông nào cũng mong cầu tranh giành, con nghĩ có thể dễ thành Phật không? Và những người mà làm náo động tâm của quần chúng, họ cũng không có dễ thành Phật. Sư phụ bị một số người hiểu lầm, thuộc chưa bao giờ nói xấu ông thầy Minh Tuệ là tà tăng hay là ma tăng hay là quỷ tăng gì hết. Thù chỉ nói thù có thần thông, thù nhìn ổng, thù chỉ biết người nào có hào quang thì người đó là Bồ Tát, còn người nào không có hào quang, người đó là người thường. Thù chỉ nói vậy thôi. Vậy mà đóng người nó xuyên tạc. Sư phụ có cái chùa mà mỗi lần mà tổ chức kiết hạ khóa tu là cả mấy trăm tăng ni ở trong chùa. Những ông thầy không có hào quang, sư phụ tuy là chức ổng là chủ trì hay hòa thượng chùa ở Nam Cali hay là Virginia gì, sư phụ không cần biết, nhưng mà không có hào quang là ổng tu không có đúng, thì ổng mới không có hào quang. Chứ người thường mấy con mà tâm lành tâm tốt thì hào quang mấy con cũng sáng, sư phụ cũng nhìn thấy. Còn có những ông đen thui thì làm gì gọi là tu đúng. Thì ông thầy Minh Tuệ ổng chả có miếng hào quang nào hết, mà cả nước 100 triệu người cứ nói ổng là Bồ Tát. Thì cái chuyện này á, sư phụ có hỏi là bề trên lý do như thế nào, thì lý do là gì, bởi vì giải thích nguyên câu là gì, tâm tánh của chúng sanh thời nay cạn kiệt, cho nên mới đi đến ngõ cụt của đạo bây giờ xuống dốc. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có nói xấu thầy Minh Tuệ là thầy tốt thầy xấu, hay là tu Đậu Đà, hay là tu năm sao vậy. Chỉ nói là ổng không có hào quang. Còn ai nói ổng có hào quang có ngon lên đây cãi với sư phụ. Còn tu học, khi con người mình tu đúng thì hào quang nó sáng. Sư phụ có 7 dòng hào quang nè, kêu những nhà triết lý hay những nhà tâm linh học của thế giới, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài Đạt La Đạt Ma đã gặp sư phụ 2 lần, và những vị hòa thượng Rinpoche lớn của Tây Tạng cũng gặp sư phụ nhiều lần, ngày nào cũng nói như vậy. Sư phụ có 7 dòng, người thường mấy đứa con có 1 dòng, mà mấy con chỉ mong nó màu sáng thôi là mấy con đã mạnh khỏe rồi. Còn nó mà ra tới màu đen, màu tối, màu tím á, mấy con sắp đi nhà thương á. Nỗi đau ta nắng. Này. Cho nên cái tu học nó là đi từ tâm, tâm sanh tướng. Bây giờ mình nhìn cái tướng người mình cũng biết nữa. Bữa nào mấy con làm gì không đúng á,
cái tướng mình cũng lấp lấp le le, cũng bén lẻn, rồi cũng thiếu ngủ chừng 3 ngày thôi, rồi cái mặt nó đen thui, cái đầu cũng làm biến chảy nữa, mù xù lên giống như Mai Siêu Phong vậy. Còn bữa nào mà tinh thần mình phơi phới, trời ơi, cọng tóc nó rớt xuống cũng phải dán lên nữa. Thì đó là cái tinh thần mình nó vui. Chuyện nó kéo đàm quá à ta. Mà hỏi mấy gì mấy ông thầy lên điện mẫu làm cái gì đánh ta. Vâng vâng kéo chú. Mình xuống thế gian á là mình học để làm gì biết không? Tại vì trên cõi trời á, con người ta có tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có tất cả thần thông, thì không có già lại, không có xài tiền, ai cũng mạnh khỏe, ai cũng tướng người đẹp, thì nó không có ai mà nói láo ai được, chả có ai mượn tiền của ai, chả có ai quỵt nợ của ai. Ở trên đó chỉ có đời sống trang hòa và thật tình thật tâm, và không có ai tự ái nữa. Nhưng chúng ta ở trên đó hàng tỷ năm quá sung sướng, tại vì không có người nghèo, không làm từ thiện, cho nên Phật ở trên đó bị thất nghiệp, Bồ Tát trên đó cũng bị thất nghiệp. Sư phụ xa được cha sai xuống trần để mà nhắc nhở lại tất cả các con là người cõi trời xuống, xuống đây để mình học những cái quý báu của thế gian. Cái quý báu là thế nào? Thì trên đó mình không có bệnh, thì hôm nay mình bị bệnh thì mình phải thương người đang bị bệnh giống mình. Ở trên đó mình không có người bị tàn tật, thì khi mình thấy người tàn tật mình phải thương người tàn tật để mình tạo cái lòng từ bi. Trên đó không có người nghèo, không có ai cũng giống nhau, thì mình phải thấy người nghèo mình phải thương người nghèo. Trên đó không có người chết đói, tại vì Phật thánh tiên chỉ cần biến ra đồ ăn thôi, thần thông mà, thì chúng ta thấy người chết đói chúng ta phải thương. Trên đó không có người tham quyền cố vị, chỉ có những người nào được cha phong làm chức tướng hay chức gì đó, thì chúng ta không có sợ ai bị ức chế hay là bị cũng giống như dùng quyền hành mà ăn hiếp chúng ta. Cho nên xã hội trên kia rất là công bằng, chỉ vì chúng ta không có biết trân trọng ở cõi trời nó sướng như vậy, thì chúng ta mới bị lọt xuống đây. Lọt xuống đây để làm gì? Lọt xuống đây để học, học rồi để làm gì? Học rồi đi về nhà. Cái này đâu phải nhà của mình, cái này là một cái nơi tạm thôi, một cái gọi là cái learning curve, một cái gì gọi là học bổ túc thôi à, chứ không phải là học luôn nữa. Tại trăm năm so trên đó chỉ có một tích tắc. Sư phụ đi xuống trần gần mấy chục nghìn năm mà trên đó có 3 ngày, kim thân vẫn còn ngồi trên trời. Thì mấy con xuống đây có một đời người là 100 năm, không bằng ở trên đó là tiếng đồng hồ nữa, trên trời. Thì bắt mớ gì chúng ta phải ham cái đời này. Ồ, thấy nhà kia chạy chiếc PC với xe ngon, mình cũng muốn vậy. Ồ, thấy thằng kia cắt cái nhà lầu 3 tầng, cái lầu đó mình đặt cái nhà của mình không có tiền cũng phải đi mượn tùm lum, cất lên 4 tầng để cao nó. Cái thằng kế bên thấy mày cất 4 tầng á, tao đập nhà tao xây 5 tầng, xây giết cả đống thằng, ai cũng mắc nợ hết. Mình không có cần thiết phải như vậy. Nghĩa là pháp thế gian không rời xuất thế gian, nghĩa là khi mình sống ở thế gian này nè, cũng giống như ai mà tu thiền á, lên tới tứ thiền, có nghĩa là lên tới cái cảnh giới vô sắc giới. Vô sắc giới mà đạt được ở cái cảnh thế gian này á, thì là mình về trời, là mình là mới là sống theo cái tánh của mình đã học được. Có nghĩa là giống như mình thấy tài sản, mình thấy chức quyền, mình thấy mấy con người mẫu mà mình không có ham muốn, tức là vô sắc giới, tức là mình thấy mình không ham, thì về trời mình đâu còn ham nữa. Tại thế gian á, là cái ngũ uẩn, cái mắt mũi lưỡi tỷ thiệt thân ý, nó làm cho mình có những cái cảm xúc đó, nghe rồi đúng không?
nghe mùi hương rồi nghe tiếng ẹo ẹo của con gái rồi mình khoái đó. Mà mình không khoái, có nghĩa là mình đã đạt được cái cảnh vô sắc giới, rồi là tứ thiền rồi, thì mình mới về cõi trời được. Còn ở dưới này, mình không có ai đến biểu diễn, không có ai đến kêu ghẹo mình, mà mình lúc mình bị stress đó, là tự mình đi gọi là thân khẩu ý, bản tánh của mình đó, mình đi tìm những cái cảm thọ đó. Có nghĩa là cái gì? Mình tự mình đi tìm xuống địa ngục, là mình làm gì mình được về trời. Ở trên đó, mình phải tập cái tánh mà khi về trời nó comparable, cũng giống giờ chiếc ghe với cái máy á, nó phải chạy đều với nhau. Tự nhiên cái máy yếu xìu mà chiếc ghe bự thì nó đẩy đâu có nổi. Thì con người chúng ta như vậy, xuống đây chúng ta phải học bỏ mấy cái đó thì chúng ta mới trở về. Cái công thức nó rất là logic, nó rất là khoa học và đơn giản. Thì trong kinh Phật mới dạy là pháp bữa thế gian đó, pháp tức là những cái gì mình cư xử ở đời á, những cái gì mình treat lẫn nhau, đối xử lẫn nhau và mình học ở đời á, nó không có khác gì ở cõi trời á, rồi là xuất thế gian. Còn nếu mà người mà đi tìm pháp ở xuất thế gian á mà không có hiểu được cái đó, cũng giống như đi kiếm con thỏ mà có cái sừng. Mấy con có thấy con thỏ nào có sừng không? Nếu mà không hiểu được cái sư phụ vừa giải thích, có nghĩa là một người mà tánh sống ích kỷ, là mấy clip trước có nói sẽ chết đầu thai làm ngạ quỷ, đúng không? Một người sống mà sân si thì sẽ đọa địa ngục. Tại cái lửa nó nóng á, thì địa ngục nó nóng không? Thì khi mình chết cái thần hồn nó hút, cũng như 500 vậy. Một người sống mà sống mà dâm dục hơn thua thì chết sẽ thành thú. Này mấy con thú á, là mấy con đó tối ngày nó ăn về đi làm chuyện đó không? Ở ngoài ra đâu biết làm chuyện gì khác. Thú. Thì khi mình cái tánh mình như thế nào, mình chết y như thế đó. Còn mình muốn mà bỏ cái xác này mà cái linh hồn của mình á, nó thăng tiến, thì mình phải tập bỏ, phải buông hết. Chứ không có ham tiền nữa. Nhưng mà cái hãng nó phải cần có tiền để mình maintain cái cảnh đẹp này, thì nó là tự nhiên thôi. Còn tham thêm á, là không có hại. Ham thêm là đi mở hãng thêm, cái chạy theo cái đó gọi là tham thiên vọng. Không có. Còn tài danh sắc thực thì không có. Không có ham tài nữa là có rồi. Danh cũng chả ham danh. Nếu ham danh á là đã ứng cử tùm lum đây không có. Chẳng qua là được dân chúng cả thế giới trong nước họ thương thôi. Tài danh sắc, sắc tức là đồng hồ Rolex hay là gái, mấy cái này thuộc mua trước năm 2017. Còn chỉ sắc chỗ này á, giải thích kỳ này luôn. Mùi mùi đến là do Phật mẫu đưa đến để mà làm sứ mệnh chung, chứ không phải là tự nhiên. Mùi mùi không phải là con gái của trần gian này, cho nên hàng đệ tử mà hiểu lầm á, phải coi lại. Hiểu chưa? Có sứ mệnh để độ chúng sanh, thương chúng sanh, nhưng mà vì cái tướng mạo là nữ cho nên là bị gọi là cái đó, rồi không thích người ta rồi ghét vô, thì cái đó là một điều rất là sai lầm. 12 giới luật sư phụ vẫn giữ tròn vẹn tới ngày hôm nay, không có cái chuyện sắc, sư phụ không có ham sắc. Người có sứ mệnh, người đặc biệt, người làm việc thiên, tức là làm việc cho cha đó, chứ không phải con gái bình thường. Còn nếu ai ngoài đó mà phạm thượng á, thì cha ghi từ lời từ chữ, khi khởi tâm á, là cha biết. Cho nên tất cả các con ở đây á, lâu nay phải hiểu cái đó. Trời ham sắc thiếu gì, cỡ sư phụ và đại gia ở đây, ở dưới mấy cái thằng là chủ tiệm vàng của ở trong Ransom, nó có một cái list mấy con nhỏ mà người mẫu ở vùng này nè, nó cần có mấy con đại gia bảo kê, tháng đưa nó 2,000 thôi là nó làm ghệ nhí rồi, ông nào không có. Rồi mấy con ca sĩ local nó đâu có đi xin việc làm đâu, nó chỉ muốn kiếm mấy người giàu để bảo kê nó thôi. 1 tỷ luôn, nó không có tai tiếng mà chả ai biết luôn á, nó chỉ đưa chìa khóa nhà không à. Trời, mấy ông bạn sư phụ ông nào thua cũng rành lắm, cần gì, con hiểu không? Nhiều thôi. Nên phải coi cho kỹ,
Nếu không á là khẩu nghiệp, là đại khẩu nghiệp. Tài danh sắc thực ăn, cái hủ đâu có ham ăn đâu mấy con thấy. Ra nhà hàng mấy con muốn kêu gì kêu, hủ chứ no rồi, no bụng rồi. Thật thì là ngủ. Ngày nào á mấy đứa mà vô cái big group Telegram á, thường 5 giờ sáng cũng thức, có mấy bữa thì bận công việc hay là đi travel á, ở một cái chỗ nào khác nó không có đúng 5 giờ á, thì mấy con tự ngồi thiền phải không? Còn ai mà ngồi thiền đúng 5 giờ với sư phụ mà của cá lý nghe, thì lúc đó cái nguyên thần tức là thiên nhãn á, sư phụ là thiên tướng kiệt, là thái tử, thiên nhãn cũng là thái tử, nhưng mà cái hồn của sư phụ gọi là thiên nhãn, thì hai là một, một là hai, nhưng mà thiên nhãn á là Phật á, là Phật vương á, là thiên nhãn đã nói với mọi người nhiều lần, thiên nhãn lên nói chuyện với mấy con á, mấy đứa đệ tử đã chứng kiến đó. Thì có thằng hữu tính nó hỏi á, thiên nhãn quá ra được bao nhiêu người cùng một lúc, thì thiên nhãn nói là ta quá là vô hạn, tức là cùng một lúc cả cái quả địa cầu này kêu tên thiên tức kiệt thì thiên nhãn quá là 8 tỷ người đến đó để cứu người. Cho nên những người nào mà nằm mơ mà thấy sư phụ đó là thiệt á, tại sư phụ thuộc dạng người biến quá mà. Và biến vô hạn nữa, chứ không phải biến một người là một người. Còn mấy đứa con là một hồn một xác, ngủ là ngáy, ngủ là mơ, ngủ là mộng, là khác. Mà khi mình nói những cái chuyện cao siêu này, người thường không có hiểu. Cho nên những vị thầy và những người mà hiểu về đạo Phật, tuy họ không có tin thời nay sư phụ là Chúa Xu Tái Lâm, tuy họ không có tin Phật Di Lạc thời nay ra đời, nhưng ít nhiều á họ cũng biết sư phụ là nói đúng. Nếu không nói đúng làm sao độ được 2/3 nước Việt. Ngày qua có một vị rất là lớn nói, ở nước Việt bây giờ là sư phụ độ được 2/3, tức là 70% người, 70 triệu người tin sư phụ. Nếu không tin sao từng nào cũng cả đóng xa gần gom về núi. Trừ khi những đứa bị bên thiên ma nó dùng âm binh để mà nó gọi là truyền âm. Truyền âm tức là truyền qua cái điện thoại đó. Một đứa mà bị âm binh nói chuyện với một đứa không bị âm binh của anh Bắc Lê á, thì ổng chuyên viên là nuôi âm binh phải không? Thì cái con ma mà của anh Bắc á sẽ chạy qua cái tâm của đứa bên kia bắt điện thoại, nó cứ chạy tới chạy lui thì nó làm cái tâm chao đảo xáo trộn, trắng nói đen, đen nói trắng, chuyện đáng tin không tin, chuyện không tin lại tin. Thì cái đó là nghề của anh Bắc, ảnh là thầy pháp thì ảnh nuôi âm binh để mà ảnh phá rối cái núi, để mà ảnh làm những cái chuyện của thiên ma và của cộng sản, của Long Qua Mặt Vàng biểu anh phải làm. Cho nên ảnh cũng là một phần tội nghiệp đó. Cho nên bữa khi mà mình có lệnh của Siri đập cái nhà của ông sư phụ của ổng á, tức là nhà vàng vàng ở sau với restroom á, thì trong đó có 2 khúc gỗ gọi là âm binh. Khi mà cái đám âm binh này bị nghiệp, hồi xưa sư phụ chưa có được lệnh cha để mà giải tán đám âm binh, sư phụ biết mà, họ giữa chánh và tà cũng như một bàn tay vậy, từ núi ra. Thì đứa đệ tử nào yếu lòng á, thì bị kéo qua bển, thì chuyện của họ. Thì trong đó có những cái cột, những cái gỗ mà sư phụ của anh Bắc á bỏ vô mấy miếng gỗ đó. Họ chỉ muốn lấy mấy miếng gỗ gọi là có âm khí nặng á, để họ về họ luyện âm binh, để họ gom một cái đám âm binh mà chạy tứ tán bữa giờ á. Các người đừng có hòng, ta từ bi thôi, ta biết hết. Thiên tử mà, sư phụ rất là có oai lực, nhưng mà vì lòng từ bi sư phụ không có nở ra tay thôi, cũng là chỗ quen biết thôi. Chỉ có sợ hàng đệ tử nó u mê, dùng chữ là u mê mà chấp nữa, rồi đang bị trúng bùa. Con Nhật Phương bị 2 loại bùa, bị từ ở núi Cấm và bị bùa của anh Bắc đã ém vô cái nhà của nó. Nhà nó không bán, nó không bao giờ nó ở được. Rồi con Mỹ Hạnh nhỏ ở đây nè, bị 2 loại bùa. Một là người nó đang gửi tiền về Phú Quốc, một là bị bùa của anh Bắc. Con Trinh cũng bị,
đứa nào cũng bị hết, chứ tụi nó không phải là tụi nó. Cho nên mấy con lên trển không có được comment, không có được trách móc nữa. Nó phải qua 6 tháng thì nó mới tỉnh táo lại. Nhưng mà nếu mà nó còn nói chuyện qua lại với mấy đứa kia đó, thì cái con âm binh nó cứ chạy qua hoài, qua về. Nó cũng như xe điện recharge vậy đó, con có hiểu không? Tại con âm binh nó cứ nhảy qua con thoi vậy đó. Nó phải calm xuống, ở một mình. Thì quả mai nó hết bệnh. Hoặc nó về núi sư phụ trị cho nó hết bệnh. Còn nếu không nó cùng khùng điên điên cả đời á. Tin sư phụ đi. Lời sư phụ nói là có. Tại mỗi ngày sư phụ ngồi đây sư phụ hỏi Xích Long, hỏi gì này gì kia. À, con Khanh cỡ này sao nó bị điên lắm rồi. Nó làm thơ nó chửi. Thì âm binh làm mà. Và sau lưng có một thế lực diệt cộng nữa thì nó phải chửi. Tại vì những đứa mà từ bi như các con không thể nào đi sáng sớm cào cấu mà đi kiếm chuyện chửi. Đâu có rảnh mấy con ngồi thiền đọc kinh sướng. Cho nên những đứa bị âm binh đó, cái tâm của nó cào cấu lắm. Lúc nào cũng bị stress và cũng không có nụ cười. Mình phải thương nó mới đúng. Đến lúc mà thôi mà sàng lọc á, nó cực kỳ ghê gớm. Cả sư mẫu ở nhà cũng bị. Con ma sói tức là anh Bắc à, đã đi về nhà dùng cái chữ là hiếp dâm sư mẫu luôn á, là con ma sói á. Trong cái vô vi các con á phải phản kháng lại. Khi mình thấy một cái gì trong cái ảo giác mà đè mình á là mình phải chống cự. Còn mình không chống cự là mình bị anh Bắc hiếp dâm. Cái linh cái chân là ổng là ma sói mà ổng có dùng pháp thuật, cho nên lời này nói cho Phan Hạnh Thảo biết cũng đã từng bị đó. Sư phụ biết hết. Mà hôm nay thì đã chuyện đã hết rồi, sư phụ muốn nhắc là chuyện cũ. Nó ghê gớm á. Ở tất cả hàng đệ tử họ Thiên, đứa nào bị thì tự động nói đi. Con cũng bị phải không? Cho nên đó là sự thật. Rất là ghê gớm. Trong cái ảo giác khi mình bị thấy ai đè mình á, gọi là ân ái á, mình phải phản kháng, mình chống cự. Còn mình không chống cự là mình bị. Ma quỷ mà. Khi mình bị rồi, cái tâm trí của mình á, nó nóng nảy, nó bực tức. Rồi mình sanh tâm ra nghĩ cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Cho nên khi cái sàng lọc của cái thời tận thế này á, giữa chánh và tà. Chánh là sư phụ, tà là ma quỷ. Ma quỷ không hả? Ổng chỉ làm theo cái lệnh của bên núi Cấm và bên Long Hoa Mặt Tạng. Ổng chỉ là một cái chi nhánh nhỏ ở đây thôi. Cái quan trọng mặt đời giữa cái khối tự do và cộng sản cũng là ma quỷ. Tại ma quỷ nó có thể là vô vi, nó cũng tấn công mình, và đồng thời hữu hình nó cũng tấn công mình. Và tối ngày nó cứ kiếm chuyện với người thân của con ông trời, tức là vợ của sư phụ hay là những người thân, để nó vô nó tấn công, để mà giống như nó đánh tận ổ luôn vậy đó. Sư phụ ở đây từ ngày 0404 phải chống chọi lại tất cả những cái thế lực tà đó. Cho nên hôm nay đến ngày nay cái núi này nó rất là bình yên, không còn những cái đó nữa. Hôm nay mình nói để học hỏi thôi. Sư phụ chỉ nói, chỉ sợ khi mà phụ về Việt Nam á mà làm vua đó, cái núi này không còn sư phụ ngồi đây á thì không có ai giúp các con. Ở xa làm sao giúp được. Mà cái núi này chỉ là một cục đá trong một đống đá. Cái nước Việt mới là quan trọng, 100 triệu dân no ấm mới là quan trọng. Thì sư phụ chỉ nói ra những cái gì nó đã xảy ra và thiệt, quá thiệt, để cho các con có một chút kinh nghiệm để mà tự chống trả lại. Thấy người nào lên đây mắt mà liếc qua liếc về mà mặt mày á, thường thường ma sói hay là mấy người luyện âm binh á, họ nhìn giống như homeless vậy đó. Họ abandon. Họ chết cha nói kiểu này cháu mấu lên mặc áo vest làm sao ta. Mình tự nhiên mấy con mà biết tu đọc kinh á, nhìn là biết liền cái người này là người xấu người tốt. Thì mình cứ lấy cái điện thoại mình quay, phải không? Quay thì là cái điện thoại nó còn mạnh hơn cây súng nữa. Tại vì nó không có sợ súng mà nó sợ điện thoại. Gọi cảnh sát tới bắt nó. Cho nên năm 2023 nhiều chuyện rất là
cho tới đầu năm 2024. Mà cái núi này trải qua gọi là cơn sàng lọc để cho chọn những đứa đệ tử mà tâm không có mong cầu, không có ham, rồi không có hơn thua, còn ở lại. Thì Thiên Nhãn bữa có về nói những đứa mà đệ tử hôm nay còn ở lại thì đó là những đứa đệ tử về cõi trời cùng vui với ta. Thiên Nhãn tức là sư phụ, sư phụ cũng là Thiên Nhãn. Mà Hy là một vị Phật, Hy hứa Hy sẽ làm. Hy là Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu hứa 2000 năm về trước vẫn giữ lời, vẫn ngồi ở đây. Thì huống hồ chi hôm nay Hy hứa. Nhưng mà kiếp này kiếp cuối cùng của sư phụ, không còn ở quả địa cầu nữa. Cha đã là cho sư phụ một cái mission mới, một cái nhiệm vụ mới ở một cái thành tinh khác rồi. Thường á, tâm của những kẻ phàm phu không biết tu mà lại còn cố chấp, lúc nào cũng nhớ đến những cái đau khổ tổn thương, những cái mà ai hơn mình cộng hành cộng tội mình cũng lăn lộn ngủ không được. Đó là tâm của kẻ phàm phu á. Rồi so sánh thấy người kia hơn mình, mình thua súc người nọ, rồi cái mình khép chặt vào cái sự bực tức đó, rồi mình làm khổ mình. Đó là tâm của kẻ phàm phu. Còn các hàng đệ tử họ Thiên hôm nay theo sư phụ, muốn làm người cõi trời thì hôm nay phải tập làm người cõi trời. Mình không có giống như vậy. Sáng dậy mấy con cứ uống ly cà phê Starbucks, cứ phấn khởi mà diện rồi lên, môi son rồi lên, diện tóc, mỗi ngày mặc bộ đồ giống kiểu mỹ tiên vậy đó. Rồi cứ đi lên núi tưới cây thôi cũng thấy phơi phới nữa. Chứ còn những đứa mà nó theo âm binh á, và kẻ phàm phu á, họ không có cái mood đó. Sáng sớm nhiều lúc á, nó thức dậy cũng chả biết nó muốn làm gì bữa đó nữa. Có hiểu đó không? Còn sáng sớm mình á, cũng mau mau á, trưng diện cho đẹp á, lên núi để mà mình đọc kinh, để mình nhìn cái hoa nở. Tại vì lên đây mỗi ngày con thấy, có bữa thì lên bụi này, bữa lên chỗ cây kia vậy đó. Thì lên đây cái phong cảnh và đồng thời nó có cái sự mầu nhiệm thiêng liêng vô hình. Đó là cái điển thanh của cái núi, làm cho mình khỏe nữa. Muốn chi ở đây mà nội mà đi bộ từ chân núi lên đây là cũng thấy khỏe cả ngày. Cho nên chúng ta lúc trước khi lên núi, trước khi gặp sư phụ thì là phàm phu. Hôm nay thì mấy con không phải là phàm phu mà là tiên nhân, tiên chúng. Cho nên những đứa họ Thiên hôm nay còn ở lại núi thì được phong làm tiên rồi đó. Đứa nào mà tu giỏi như kiểu mấy tiên chắc nó thành Bồ Tát quá từ đây cuối đời. Còn bây giờ nó là tiên. Thì tiên chúng tại thế gian, còn sư phụ là Bồ Tát sống tại thế gian, còn mấy đứa con là tiên sống tại thế gian. Chúng ta làm con người thì chúng ta phải ăn. Thì thân người nó có đất nước gió lửa ở trong cơ thể mình, da thịt, thì tất cả mọi thứ cấu tạo bởi những cái cây cỏ, cây lúa nó cũng từ đất. Rồi đồ ăn, ngũ cốc, rau cải, trái táo, trái bơm, trái nho cũng là từ đất ra. Thì là da thịt là đất. Trong người mình mỗi ngày phải uống ít nhất cũng mấy ca nước phải không, một ao nước phải không, 8 ao phải không. Thì mình phải có liquid nước thì mới có máu đỏ phải không. Thì đất nước là có nước, gió là cái hô hấp,
chúng ta cần có hơi thở oxygen để mà chúng ta sống, chứ không có e, không có gió chúng ta chết sao. Nhưng mà trong người chúng ta có lửa, lửa tức là năng lượng, energy, cái này mới là quan trọng. Bất cứ cái gì mà không có ra lửa thì cái đó dead. Chiếc xe, cái Mori không ra lửa là xe chết, dầu cho còn có đống bình xăng cũng không có chạy được. Cho nên trong cơ thể chúng ta cái quan trọng nhất lại là lửa. Mà muốn tạo ra lửa thì đâu, chẳng lẽ con đi lấy cục lửa con ăn vô họng hả? Đâu có đúng, đúng không? Nó phỏng cho miệng vô chết. Bây giờ muốn trong người mình có lửa phải làm gì? Chỉ có ngồi thiền. The only way để mà tạo ra lửa là ngồi thiền. Không phải như mình đi đói bụng mình ăn cây kẹo Snickers, ăn hai chén cơm hay tô phở là cái đó là cho cái xác thịt thôi. Rồi mình khát nước mình uống cái ọc đó là có nước. Rồi mình thí dụ bị Covid, có những người bị hư phổi chỉ mang cái máy oxygen là thở được. Điều là chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện lớn là lửa. Cơ thể mình có lửa mới sống. Có người không có lửa là có người sắp chết. Mặt mày không có hồng hào, nó đen. Rồi nó không có sinh khí. Nó không có aggressive, nó không có tươi tắn. Không có vui nữa. Thì muốn có lửa phải như thế nào? Khi mà mình ngồi thiền á, cơ thể của mình bình thường mình đi á thì nó không có tạo ra lửa. Nhưng mà khi ngồi đúng cách, 7 cái luân xa nó nằm sau lưng, trên đỉnh đầu. Ngồi, bắt ấn tam muội. Để làm gì? Đầu tiên hít 3 cái ra vô đúng không? Cái nhắm mắt lại. Khi mình ngồi với cái tư thế mà gọi là thiền á, là bất động á, thiền không phải là ngủ gục hay thăng trầm. Thiền phải là cái đầu phải tỉnh táo, mà tỉnh táo mà không nhúc nhích mới gọi là thiền. Còn mà ngồi mà cứ thả hồn lần lần á, để nó chạy theo cái cảm thọ, cái gọi là cái phê phê á, thì cái đó gọi là ngủ gục, không có đúng. Relax nó không có tạo ra lửa. Cho nên khi mình ngồi thiền là mình phải tỉnh nha. Tỉnh như rùi. Ngồi thẳng thì phải ngồi thẳng lưng chứ không phải ngồi khòm. Nhưng mà mắt thì cứ nhắm cũng được, mở lim nhim cũng được. Thì khi mình phải bắt ấn thì để cho ma quỷ nó đừng có tới. Ấn này ấn rồi là ấn tam muội. Ngồi giữa rừng, rừng sau nước độc, giữa nghĩa địa, hay là giữa cái biệt thự của bên Âu Châu, Dracula cũng chả sợ nữa. Bắt vô rồi cứ ngồi thẳng lưng. Mỗi ngày quý vị cứ ngồi nửa tiếng, cứ quán tưởng trên đỉnh đầu. Án là đỉnh đầu, chiếc, lệ, chuẩn, chủ, chủ tức là chuẩn. Án, chiếc, lệ, chủ. Chủ là cái miệng làm chủ phải không? Cái miệng mình tạo nghiệp hay tạo ác là từ cái miệng không à. Chủ, lệ là cái cổ. Chuẩn đề rồi hai chân xóa hạt. Thì mình đọc cái câu thần chú đó rất là màu nhiệm, gọi là ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú nó có nguyên câu là bộ lam, án sẽ lam, án mani, bát chữ hồng. Nhưng mà lấy mấy khúc chót thôi, rồi bắt đầu mới tới là án trước lời chủ lời chuẩn đời xóa hạt. Cái này là một cái loại võ công thần thông. Khi mình cứ quán tưởng cái chữ nào mà nó ngay địa điểm đó, mình làm chừng 3 tháng là trong như con người của mình á, đi ra ngoài đường ở đây có một cục hào quang, hàng mắt nó phóng qua hầu an, cái miệng phóng qua hầu an, cái cổ bảo vệ hầu an, rồi hai vai là hai tay quýnh đúng không, thì mình không có ai bất khả xâm phạm. Ma quỷ hay là thầy pháp thần thông vậy cũng không có xâm phạm mình được. Đó là cái câu thần chú. Án chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề xóa hà. Thì cứ làm như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là thụ muốn nói là tạo ra lửa, thân tứ đại là đất nước gió lửa. Thì mình ngồi như vậy thì cái dòng điện, cái neutron, electron trong người mình nó quay vậy nè, mà mình không có thấy. Sư phụ thấy nó quay chung cơ thể mà nó quay đầu. Thì mỗi ngày mình generate cái dòng điện cũng giống như chiếc xe điện, thì nó cũng phải ghim điện. Cái linh hồn của chúng ta, cái cơ thể chúng ta cũng cần có một khúc thời gian để mà nó chặt điện đúng không? Chặt điện bằng cách nào? Chẳng lẽ lên trên sofa ngồi hay lên võng ngồi rồi cái để nhạc nhẹ nhẹ là chặt điện? Cái đó không phải chặt điện, cái đó chỉ là nghỉ mệt thôi. Chặt điện là phải ngồi. Mà thay vì mình nằm trên võng, mình nhâm nhi rồi gió mát,
một tiếng nó không bằng ngồi thiền 15 phút, nó còn khỏe hơn mà lại được điện nữa, muốn cái nào. Mà ngồi thì bất cứ ngồi đâu cũng được, cứ ngồi thẳng lưng vậy. Nếu mà ai mà làm được mỗi ngày nửa tiếng thì chúng ta sẽ không có mất đi cái linh hồn của chúng ta đó. Còn nếu mà một đời người mà không có biết ngồi thiền là như thế nào, mà không có chịu học hỏi, thì chúng ta có thể đột tử, và chúng ta có thể đi vào một cái thế giới đen tối nào ở đâu mình không biết. Còn nếu mà một ngày chúng ta bỏ nửa tiếng mà ngồi như vậy, cả việc làm của chúng ta hiện tại ở Intel đi, nó cũng lên lương lên chức, tại vì chúng ta khôn hơn. Rồi đồng thời cái linh hồn của chúng ta nó khôn hơn, và đồng thời chúng ta set cái destination, tức là cái địa điểm cuối cùng của chúng ta là về trời. Chỉ có nửa tiếng thôi, đâu có mất gì đâu mà được mọi thứ. Và đồng thời chúng ta trị được biết bao nhiêu bệnh, bệnh sợ hãi, bệnh mất tiền, bệnh lo cho con vô đại học, bệnh nghi ngờ vợ nó lén lút với ai, ô đủ thứ bệnh hết. Khi mà chúng ta mà làm được cái đó, chúng ta chả sợ gì hết, chuyện gì tới thì nó cứ tới. Chúng ta có lo nó cũng chả có được gì. Con vợ mình nó không thương mình, mà mình có lo cũng vô dụng. Mình càng lo là mình càng đẩy nó đi xa. Thà để cho nó đi cho đã đi, rồi mòn chân mỏi gối thì nó quay về. Thì trong người chúng ta có bốn loại: đất, nước, gió, lửa. Thì gán tạo ra lửa, chứ còn tạo ra đồ ăn tức là da thịt thì hái trái cây ăn cơm rồi là dễ rồi. Chúng ta thì thuận theo đất, tại vì đất á, nó nuôi loài người. Cái đất này nè, trồng cây trong đó, thuận theo đất. Đất á, thì thuận theo cái gì? Thuận theo ông trời. Nếu mà ông trời mưa nắng bất thường, làm gì có cây cối nó ra lúa. Cho nên cuối cùng cái quả địa cầu này cũng phải chiều theo ý của cha, ý của mẹ, đúng không? Mọi người chúng ta sống trên quả địa cầu, không có ai nói á, là tôi ai mà chạy qua khỏi cái tay mà che á, mà không thấy mặt trời được á, thì đâu có nghĩa là không có mặt trời, không có bầu trời. Ai mà qua khỏi bầu trời mới là khỏi ông trời, chưa chắc nữa. Cha là coi hết vũ trụ. Cho nên chúng ta nằm ở dưới như con kiến ngồi đáy giếng, con ếch ngồi đáy giếng, hay con kiến ngồi trong cái chén. Người cai quản chúng ta vẫn là Thượng Đế. Cai quản chúng ta là Thượng Đế, không phải là Phật. Phật chỉ dạy chúng ta hiền thôi nha. Người xử phạt chúng ta là Thượng Đế. Người lo chúng ta cơm no ấm là Thượng Đế. Người cho chúng ta có sự sống là Thượng Đế. Người cho chúng ta có bốn mùa giàu có của quốc gia chúng ta là Thượng Đế. Người làm cho chiến tranh không còn nữa vẫn là Thượng Đế. Người làm cho người ác chết độc tử rồi một người tốt lên nắm cái chức tổng thống cũng là do Thượng Đế. Làm vua cũng là do Thượng Đế ấn định. Làm lính cũng là do Thượng Đế ấn định. Làm ăn mày cũng là do Thượng Đế ấn định. Làm vua chưa có hẳn là thiên tử. Nên nhớ, những ông vua mà nối tiếp của triều đại, còn ai là thiên tử, người đó bắt buộc phải là vua. Đó là lời cha nói với phụ. Làm vua chưa chắc hẳn là thiên tử. Mà ai đã là thiên tử, có rồng hộ mệnh, có long, có thiên long bát bộ, có ấn và có lệnh và có kim bài của cha ban, người đó bắt buộc phải là vua. Nên nhớ rõ, sư phụ có hết tất cả. Rồng thì mấy con thấy nói chuyện với mấy ngày mỗi ngày, trên thế giới này không ai có rồng hộ mệnh, có một mình sư phụ có. Người nào nói có là người đó ngày mai sẽ học máu chết đó. Là mấy gì gọi là phạm thượng. Cái này sư phụ từ bi, không phải là nói để mà cái sự ác trên đó. Nhưng mà luật của thiên đình á, thiên tướng, thiên binh hay là mấy vị thần á, mấy vị ra thẳng tay lắm. Con thấy không, hòa thượng thấy siêu, có bồ. Sư phụ bị tiếng ngoan, tự nhiên ông nằm cái là có hai ông tướng kè ông đi, cái xác nằm cứng đờ, chồm. Cho nên những vị thần thánh rất là không có giống như sư phụ là từ bi đâu. Mấy vị thẳng tay lắm. Cho nên ở ngoài đó đó, các con có thể làm bất cứ chuyện gì sai,
nhưng mà không có thể nói xài, không có thể vọng ngữ, không có thể xuyên tạc gièm pha, không thể muốn nói gì nói. Đất thì thuận theo trời, nhưng mà ông trời á phải làm cái gì để dạy chúng sanh? Chẳng lẽ cha phải hóa ra một nhà giáo sư, hay là cha phải hóa ra ông hòa thượng hay gì để dạy? Người Việt Nam thì có chuyện hòa thượng mới dạy được gì đâu. Cha phải cho con bữa cha xuống lập cái đạo. Trời đạo thì thuận, trời á thì thuận theo đạo, trời thuận theo đạo. Thì hôm nay đạo Thiên Tâm ra đời từ năm 79 đã độ biết bao nhiêu chúng sanh. Nếu chúng sanh chúng ta mà không có chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hơn thua, bệnh tật, Thượng Đế cũng không có cần thiết phải cho sư phụ ngồi đây nói chuyện 5 năm nay mỗi họng nữa. Nếu chúng ta ngoan hiền đi thì chúng ta quá sức gọi là nghịch thiên, nghịch tử. Một cái quốc gia 80 năm không có làm gì cho dân của mình mà chỉ làm hại thôi, lấy hết tài nguyên rồi tới ngày hôm nay á đấu đá lẫn nhau để mà lấy lần ngược lại. Chứ giờ đất mẹ ôm nhách còn xương sườn không, đâu còn gì cho mấy ông mới này lên, thì phải lấy mấy ông cũ chút ống lột lưng lột túi của mấy ông ra để mà lấy lấy lại. Tới phiên tao, bữa tới phiên mày, giờ tới phiên tao, chuyện nó cứ đi xeo dần như vậy. Còn dân trăm triệu ai lo, ai ngó? Chả ai thèm ngó, thế giới cũng không ngó luôn. Trời thì thuận theo đạo, nhưng mà đạo thuận theo gì? Đạo thuận theo tự nhiên. Nếu hôm nay cái thế giới này đạo công giáo cũng bế tắc nè nha. Bây giờ con coi nhà thờ bán quá trời thế giới. Ở bên Vatican bây giờ đâu có đào tạo ra mấy ông cha nữa. Tại vì tới đó là đó hết rồi, con người bây giờ thông minh rồi. Mấy đứa con của sư phụ, ba đứa kia, nó vô nhà thờ mỗi chủ nhật, trước khi mà nó vô là biết ông cha muốn nói gì, nó ngồi nháp không à, nó mong tiếng đồng hồ qua cho lẹ nó về, rồi đưa cái gỗ nó bỏ tiền vô về thôi. Tại vì ở nhà nó biết hết rồi. Còn ông cha nào mà khéo miệng á, mà giống như gọi là biết nói diễu cợt, rồi biết nói văn hoa nữa, thì còn thu hút được người ta cười vỗ tay đúng không? Chứ chồng chả học gì hết. Cho nên đạo công giáo cũng đến đường bế tắc. Rồi bên đạo Phật sao? Mấy đứa ngồi đây là đa số đạo Phật, quá rõ luôn rồi đó. Hồi xưa cả nước tôn vinh thầy Thích Trăng Quang lên trời, hôm nay đạp ổng xuống như ổng cống. Đó là một mưu mô của thiên ma. Thiên ma nó tôn vinh lên thì cả trăm triệu người tôn vinh lên, cũng giống như bây giờ ông Báo Bông, cả trăm triệu người tôn vinh lên, sẽ có một ngày á nó sẽ đạp ông Báo Bông xuống, giống như là thầy Nhật Từ, giống như là Thích Trăng Quang, cũng giống như là cọng tóc cỏ, cũng giống như bao nhiêu cái chuyện mà rùm ren ở bển. Thì lúc đó là mục đích là gì? Thiên ma vỗ tay, cả đám trăm triệu tụi mày ngu quá, tao xỏ mũi tao dẫn đi đâu thì tụi mày đi đó. Mục đích của tao là cho tụi mày không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha mẹ mình, không có lòng tin yêu nước. Tao đem tình báo Hoa Nam đầy nước Việt, cứ nghĩa là mất hết lòng tin thì tao thắng. Quốc gia này là của tao, tao là chú thò, tao là chủ nước Việt. Mục đích của nó chỉ có thể vậy, ở đó mà chạy theo đi. Để nó đưa lòng tin lên, nó đập cái lòng tin. Cũng giống như anh đại ca họ Ngô, giống như thụ dưới á, vì một chút lợi lộc gì không biết mà quay lưng ra lấy đại liên bắn ngược lại cờ vàng ba sọc đỏ của chánh nghĩa của mình. Thì cũng là vậy, đó là mưu mô của thiên ma. Nó còn biết không, thiên ma là ai mình biết rồi đó. Thì hôm nay cũng vậy, nó đưa cái gì lên á phải coi chừng. Ở bển á một đống truyền thông, ba cái máy điện thoại này dễ ợt, ai cũng làm youtuber được, nó free mà, miễn phí mà. Rồi nó đưa lên cho đã rồi đạp xuống. Còn thiên tướng Kiệt này ở núi Thiên Long Sơn, một mình một ngựa, không có ban bệ, nhưng mà lời nói là từ tâm, là thật, không có nói láo, và cũng không có biết thêm, cũng chả biết bớt. Ai á muốn cái gì ngon á lên đây ngồi mặt đối mặt nói chuyện. Còn ngoài kia chuyện xuyên tạc thế giới này á, cái người mà thành công nhất, giỏi nhất là cái người bị chửi nhiều nhất.
vì chúng thanh tâm nó u mê và ganh tị tràn đầy, chứ không bị chửi thì đâu có gọi là thành công. Hôm nay cái đạo ra đời là tự nhiên. Tự nhiên là vì nước Việt cần có cái đạo, một cái đạo thật lòng thờ ông trời, nhưng mà học thì học thật. Và để đưa cái đạo Phật từ thời tận cùng của xã hội trở lại đàng hoàng. Và những vị thầy mà gọi là thầy đàng hoàng đó nghe, chứ không phải như ông Thích Nhật Từ, ông Trân Quang hay mấy ông nội đó, thì những vị thầy đó đang bây giờ ẩn tu, họ trở về để mà dạy lại, để mà đưa cái nền Phật giáo của nước Việt trở sáng trở lại. Chứ không phải mình nói là ma tăng hết đâu, nghe không? Có, nhưng mà cũng vẫn còn thánh tăng ẩn nhiều lắm. Sau này có một người vừa biết đạo, vừa biết đời, vừa biết di mạch, người đó chỉ có lòng từ bi, lấy từ bi xóa hận thù và đưa cái nền Phật giáo trở lên, đưa quốc gia trở lên cường thịnh. Đó chỉ chính là con ông trời mới làm được. Và chỉ có con ông trời mới được lòng tất cả các phe phái. Cộng sản cũng thương, quốc gia cũng thương, hải ngoại cũng thương, quốc nội cũng thương, ở quê cũng thương, ở thành phố cũng thương, người Bắc cũng thương, người Huế cũng thương, người Nam cũng thương. Chỉ có những người không thương, đó là cái đám chú thọ không thương thôi. Tại vì nó muốn cái gì? Nó muốn tím nước Việt, đồng hóa nước Việt, mà nó làm không được. Vì ông trời cha không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra, mới cho Ngô Tấn Kiệt này đầu thai vô nước Việt. Là có biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng vô đó chấn nước Việt rồi. Không phải dễ đâu, thấy thì dễ nuốt, mà nuốt vô là bị nghẹn á, còn tệ hơn Ukraine nữa. Thì cái mảnh ghép cuối cùng sẽ làm một cái bức tranh tuyệt vời của nước Việt trong tương lai. Cái mảnh ghép đó là Thái tử Thiên Hoàng, là con trời khai thiên, tức là sư phụ. Người thường không có khả năng làm được. Người thường kể không sao đó, con để cho anh quay. Quay sư phụ mà đâu có gì đâu. Thế giờ anh lên trên YouTube lấy suốt cũng vậy thôi. Đừng có ai một mỗi lộ khai. Thì sau này cả thế giới khi mà có biến thiên biến địa đó, nước Việt sẽ biến thành hình trái tim không còn nhỏ như giờ, thì nước Việt sẽ thay đổi một toàn bộ 100%. Sư phụ là người sẽ làm ra một cái bản đồ mới của nước Việt và một cái hệ thống mới, toàn bộ mới hết, cũng giống như thời Tần Tiểu Hoàng ngày xưa đã từng làm, để cho một cái nước Việt không còn sự bất công và không còn có sự mà ganh tị hay là người này được người kia không được, rồi cứ đi cấu xé lẫn nhau, và làm cho người Mỹ và tất cả khối Âu Châu sau này phải quy phục và phải lo gắn bó với nước Việt trong tương lai. Ok, Hụ bị gió hò, không có muốn nói nhiều. Ấy như là Phật hôm nay nói sơ sơ, không có đụng chạm chính trị, chỉ nói tại sao đạo Thiên Tâm ra đời. Đạo Thiên Tâm ra đời là có lý do, thuận theo đời, thuận theo trời, thuận theo người. Ok, thôi xin tạm biệt nha. Hẹn clip kỳ tới. Xin chào, bye bye. Nhìn hờ. Nói đạo thù nó hoài không hết chị. Đứng xa thôi, đứng xa. Đứng đó, đứng đó. Okay, rồi để ra ngoài đó nó sáng đi. Dạ. Tụi con ngồi ở đây mà. Ở đây nó không có giọt.